Hôm nay mình sẽ học tiếp tục với cái nội dung là thiết kế mạch dùng IC hàm no. Ở bài bữa trước ta đã tìm hiểu về các thiết kế mạch dùng hàm phần tử ngang, cụ thể là dùng con 70 7400. Hôm trước mình có nói về cái sơ đồ mạch này dùng bao nhiêu con 7400. Vậy thì hôm nay mình sẽ đưa ra đáp án, đó là ta dùng 3 con. Dùng 4 con này là một con thứ nhất, 3 con tiếp theo là con thứ hai, và 3 con tiếp theo nữa chính là con thứ ba. Hôm nay ta học thiết kế mạch trong dùng con IC hàm no. Ta sử dụng IC 7402 có sơ đồ chân hình như đây. Ta thấy nó có 14 chân. Và ta quan sát để ý thấy là có 3 y tương ứng với y1, y2, y3. 7402, ta xem lại bài hồi trước. Bảy bốn không hai đây, 7402 nó bao gồm 4 phần tử no. Phần tử no là phần tử mà nếu là cung là không không thì y đầu ra sẽ là một, và nếu các trường hợp còn lại đều là không cả. Vậy thì các con tương tự nó là con 7427, 4001, 4002. Ở đây ta sẽ xem một ví dụ là trình bày sơ đồ cấu trúc của IC đó, giúp IC đó thực hiện chức năng logic của hàm no. Chỉ dùng duy nhất IC trên để thiết kế mạch thực hiện chức năng sau: y ABCD bằng hội của 0 1 3 7 8 9 11 12 13 và 15. Thì ta trình bày cấu trúc của IC 7402. Từ sơ đồ cấu trúc IC 7402 ta sẽ xét thay có 14 chân. Chân số 14 là chân nguồn VCC, chân số 7 là chân RND. Các chân còn lại sẽ tạo thành 4 phần tử logic no, hai lối vào và một lối ra. Phần tử no thứ nhất đầu vào là 1A 1B, đầu ra là 1Y. Phần tử no thứ hai đầu vào là 2A 2B và đầu ra là 2Y. Phần tử no thứ ba có đầu vào là 3A 3B, đầu ra là 3Y. Phần tử no thứ tư có đầu vào là 4A 4B và đầu ra là 4Y. Như trên 1A 1B đầu ra 1Y, 2A 2B đầu ra 2Y. Ta thiết kế mạch bằng cách ta vẽ hàm như sau. Khi hội thì ta nhớ lại là sẽ xét trường hợp nếu có xuất hiện số ở đây ở trong công thức thì ta sẽ cho nó bằng không hết. Như vậy trong trường hợp 0 1 3 7 đều là không, 0 1 3 7 đều là không hết. Đấy, các trường hợp còn lại tương tự. Ta lập bìa các nô, ta sẽ được nhóm. Nguyên tắc của bìa các nô là phải nhóm lại sao cho số phần tử là nhiều nhất. Do vậy trong trường hợp này 11 nó là CD nhân với CD, 00 đúng không, 00. Như vậy thì 11 nó là C ngang cộng với D ngang. Trong trường hợp này nó là 0001 và 0001 0010. Trong xét AB, xét cái này này với lại cái này thì nó là 00 và 10. Như thế nó có B, nó có B cộng với 0001
Nó có C, như vậy là nhân với B cộng C. Trong trường hợp bốn con này nó là 00, 01, tức là C cộng với 11, 10, tức là nó là A ngang. Như vậy A ngang cộng C nhân với cả khúc này ép như thế. Ta xây dựng mạch logic từ các phần tử no hai đầu vào ép bằng A ngang cộng C nhân cho B cộng C, C cộng B. Ta sẽ phủ lên hai giá trị đầu tiên, được chưa? Phủ lên hai giá trị đầu tiên để ta biến nó thành con no đầu tiên. Cái no đầu tiên nghĩa là ta biến A ngang cộng C cộng với A ngang cộng C phủ lên đấy A cộng với B cộng C phủ nhân cho C cộng B phủ, C phủ cộng B phủ. Và bước tiếp theo là ta sẽ phủ lên tất cả trên toàn sơ đồ của hàm. Trong trường hợp này ta sẽ thực hiện cộng một lần nữa là biểu thức ban đầu này. Đây là biểu thức từ đoạn con rõ mình chỉ đây cho đến đây. Phủ một lần nữa rồi cộng cho C phủ, D phủ, tất cả phủ rồi lại phủ một lần nữa. Như vậy ta về cơ bản ta đã biến nó thành các phần tử no rồi, nghĩa là các phần tử cộng lại với nhau rồi. Bây giờ ta thiết kế mạch. Quan sát cái sơ đồ mạch logic này, ta có thể thấy rằng nó có tổng có một con no tổng này sẽ cộng con C ngang cộng D C C phủ cộng D phủ, tất cả phủ đây này, C phủ này cộng D phủ tất cả phủ đấy, sẽ được chuyển đến một con phủ tối đa, được chưa? Còn cái này nó chính là A phủ với gì, với cộng với C và cộng với C, tất cả sẽ được phủ. Sau đó nó lại tiếp tục được được truyền với phủ một lần nữa, rồi phủ tiếp theo một lần nữa, rồi lại lần cuối cùng. Ta quan sát sơ đồ nó thể hiện rất rõ ở trong cái hàm FABCD này. Về cơ bản như thế chúng ta đã xây dựng được các phần tử dùng hàm no. Và bài tập tiếp theo chúng ta cần phải tìm hiểu là để xây dựng cái mạch logic này ta dùng bao nhiêu con 7402. Các bạn nghĩ xem có bốn trường hợp là một là ta sẽ dùng hai con, ba con, bốn con hoặc là năm con. Các bạn nghĩ xem dùng bao nhiêu con ạ? Và để mình sẽ giải thích được trong phần sau nhé. Và chúng ta sẽ kết thúc việc xây dựng mạch logic bằng hàm no tại đây.